Gớm đấy. Đủ edit luôn. Gớm ơi. Thằng nào có tiền nạp vào shop thanhcasi.com. Ít thì thử vận may với các vòng quay nổ cực kỳ cao. Nhiều thì random arc 500k nhận súng level 7. Shop thanhcasi.com, uy tín chất lượng nhất Việt Nam. Hello, chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình là Thành Casi, đẹp trai nhất Free Fire này. Ok, thì đến với video ngày hôm nay sẽ là một video reaction các bạn nha. Và hôm nay mình sẽ reaction video của Cooly. Vâng, khá là lâu rồi mình chưa reaction video của Cooly. Nên là ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại để reaction Cooly các bạn nha. Và đây là một đoạn video highlight 24 giờ leo danh đầu mùa đối đầu toàn hack với Pro VN Cooly cấp 4 siêu huyền thoại. Đấy. Như các bạn biết là cái danh đầu mùa là một trong những danh siêu kinh điển đúng không các bạn? Đấy, rất là nhiều người bắn hay Pro Layer này. Đấy, và có cả hack nữa các bạn ạ. Đấy, cho nên là làm được một đoạn video highlight ở danh đầu mùa phải nói là rất là đẳng cấp các bạn nha, phải có kỹ năng mới làm được các bạn nha. Ok. Nên là mình rất là thích xem những đoạn video highlight leo danh đầu mùa luôn các bạn ạ. Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ vào reaction video mới nhất của Cooly các bạn nhá. Video này chắc là rất là hay đây các bạn ơi. Ok, thì trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm giúp mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để mình có động lực reaction thật nhiều video hơn các bạn nhá. Ok, còn link của Cooly thì dưới mô tả nha các bạn nhá. Yes sir, vô nào anh em. Vô, bấm like nào anh em. Đấy. Cái này có phải nút like không các bạn? Tôi không thích video này. À, cái này bỏ thích. Bỏ thích, tôi thích video này. Ok, lại like anh em ơi. Vô. Khá là mượt đấy các bạn. Dạ trời. Thì mọi người xem hết video thấy hay á, đừng quên cho Lì xin một like, một lượt đăng ký kênh giúp Lì ra video sớm hơn nha. Ok. Đấy, cô Lì bảo video này rất là hay các bạn ạ. Tăng tiếng tí nhỉ. Nghe giới thiệu nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Đủ toàn đầu. Đủ. Đủ. Ok đấy. Hình như mình nghe thấy thằng đồng đội nói là mẹ hack mua không cả. Đủ. Nghe lại nào anh em. À đủ. Sao lại tố cáo đồng đội cái thằng này? Người ta bắn kỹ năng kêu người ta hack là sao nhỉ? Hình như là cô Lì đi ghép ngẫu nhiên các bạn ạ. Bắn ảo quá nên là mấy thằng nghĩ là hack. Đủ. Ghế đây, ghế đây, ghế đây, ghế đây. Uầy, phun vàng anh em ạ. Lần đầu tiên mình thấy cô Lì bắn phun vàng anh em ạ. Ui ôi, ôi, mắt của tôi. Đau quá Lì ơi. Đau mắt quá Lì ơi. Đấy, nó bảo như thế chứ. Ô lục phai rồi, đau mắt nha. Bạn hay thế cần cả bốn à? Vãi chơi chứ. Tù. Casino. Má hay gì vậy? Hay đấy. Ui. Hay. Ui, Orion thốn nha, Orion thốn nha. Đu. Về đây anh em ạ. À.
Được. Hay. Đồ, bắn viên nào là vào đầu bên đấy các bạn ạ. Ui. Hai anh kia nó không biết anh em ạ, đi móc hay sao ấy. Ăn đâu. Được ấy. Gồm đấy. Đủ edit luôn. Ghê vậy. Đủ. Đủ cớ vậy anh em. Này edit luôn anh em ạ. Ghê ta. Đủ. Đẳng cấp đấy nha. Khát đây. Trông khát đây các bạn. Uầy. Ăn sót luôn. Ui 14 máu. Ui pha này ăn may, ăn may. Pha này ăn may. Này pha này ăn may anh em ạ. Nó còn đúng 7 máu anh em. Pha này mà không vào đầu là xong rồi anh em. Pha đầu pha này pha vừa rồi không vào đầu là xong rồi đấy. Đủ. Đủ phụ. Đủ được. Ghê. Uầy. Hay. Đấy. Được đấy. À đúp à. Mình thấy là Cooly bắn trúng gì cũng được các bạn nhá. Từ tiểu liên rồi là lục bạc rồi là lục các kiểu súng đều được các bạn ạ. Đấy cả đúp các thứ đều được. Chưa có khẩu súng nào là Cooly không có cân 4 được các bạn ạ. Bắn rất là đẳng cấp nha. Cây chiến tranh mạnh anh em ạ. Mình thấy cây chiến tranh này mạnh hơn cây long tộc. Cây skin Cooly cầm này mạnh hơn cây long tộc. Hết đạn. Ôi cái này. Soria anh em ạ. Ghê vãi luôn anh em. Mấy nay mình leo mình còn gặp cả mấy thằng hack nó cầm Soria cơ anh em ạ. Đấy. Mấy thằng hack nó cầm Soria vào nó bắn anh em ạ. Đó. Kiểu như là nó đã hack kiểu nó lại cầm cả Sonya các anh em, nhiều lúc bắn cục nó bật nó Sonya quay lại nó bóp phát vào đầu. Ghê vãi anh em ạ. Hay. Đồ. Đồ. Về đây. Đồ lượng. Ui ơi. Cái thằng đồng đội, thằng địch nó còn đứng cho hút Orion cơ anh em ạ. Kiểu bất lực cái anh em. Đấy coi này anh em đó. Này đấy nó đứng im luôn này, nó đéo chạy luôn này anh em ạ. Mày hút đi, mày đừng có bật Orion, mày hút đi. Mày hút đi, tao đứng cho mày hút. Đây kiểu thế đấy anh em. Rồi. Chui vào góc rồi. Ui. Hay. Rồi. Đúng. Sonya đấy ngồi đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi hay. Đấy nó phải thế anh em.
Nhiều thằng bắn địch nốc nha, xong nó kiểu Sonya lên anh cứ lao vào bắn làm gì. Mình chạy đi là ok nhất anh em ạ. Nhiều thằng cứ thấy nó Sonya cứ lao vào gạt nó, nó quay lại nó vả một phát vào đầu thì thôi anh em. Mình thấy nhiều trường hợp bị như thế lắm anh em, cứ phải né anh em ạ. Gặp Sonya bắn gục xong chạy thôi anh em, xách dép lên chạy anh em ạ. Thôi đừng quay lại mà táp nó là toang đấy anh em, quay lại chơi nó là toang đấy. Gì vậy trời ơi. Ô hết rồi anh em. Ồ hết rồi anh em ơi. Ồ thế cái pha quảng cáo rồi là hết rồi lại anh em. Ok, nói chung là đoạn video hay quá, xem không biết là hết lúc nào luôn anh em ạ. Ok thì nói chung là đoạn video thiết xin của mình đến đây là kết thúc các bạn nha. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay, nhớ để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để mình có động lực thiết xin thật nhiều video cho các bạn xem giải trí các bạn nha. Ok, và các bạn muốn mình thiết xin ai các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và bây giờ thì mình xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha.